hello em nhé em tiếp tục theo dõi bộ truyện chưa xem truyện thì nhớ xem truyện một like và một đăng kênh nhé vàng triết đây chính là cảm giác của anh khi đó đúng không cảm giác chờ đợi một người yên tâm tôi mời cậu một ly tổng bộ chế dược hán thành yên tổng Cảm ơn cậu đã dẫn dắt tôi làm cho tôi phát tài. Đại bộ cổ đồng chế dược hãng thành. thì tử, lần này chúng ta kiếm được bao nhiêu? Ừ, kiếm được không ít đâu. Tôi sẽ gửi báo cáo cho mọi người. Tính tới hiện nay chúng ta đã tiếp nhận được hơn 2 năm tỷ rồi. Hơn nữa phần lớn đều là đường lớn quốc tế Bảo qua chi phí nhân công Mỗi mặt quản lý và các khoản thuế phải nộp Thì lợi nhuận là 300 tỷ đó ba 300 tỷ 300 tỷ Nếu mà phân chia theo đầu người tôi cũng có thể được năm được 3 tỷ đó Ôi bố tôi kiếm tiền cả đời cũng công bằng tôi làm cùng yên tâm một tháng. Yên tâm đỉnh quá. Đợt này có thể kiếm được hơn 150 tỷ. Vẫn chưa dừng đâu. H666 còn đang có không gian lợi nhuận rất lớn đó. Nhưng mà mọi người đừng có vui mừng quá sớm. Ở Mỹ có công ty bắt đầu nghiên cứu thuốc của chúng ta rồi. Rất nhanh thôi công thức H666 sẽ bị đánh tàn. Từ lúc đó. Giá trị của thuốc sẽ bị giảm đi Vậy nên đợt H666 này Chúng ta không kiếm được bao lâu nữa Kiếm không lâu thì kiếm không lâu Đợt này vốn cũng đủ rồi Đúng vậy Cùng lắm thì chúng ta làm cái khác Chúng tôi cảm thấy Chúng ta vẫn bước vào ngành này đi Chỉ bằng tiếp tục bắt rễ Khởi động quỹ đặc biệt Để nghiên cứu mạnh mẽ các loại thuốc đặc hiệu khác ngành này kiếm được tiền như vậy sao chúng ta có thể bỏ nó đi chứ cảm giác văn tử khác hẳn với trước đây đây mới là anh em của mình làm được việc lớn chứ tôi đồng ý với cách nghĩ của văn triết lần này tôi đến cũng là muốn nói với mọi người chuyện này một loại dùng để điều trị bệnh sida còn loại kia là dùng để điều trị các khối u ung thư Tế thuốc màu đỏ này tôi đặt tên nó là H568 Là thuốc hệ miễn dịch hệ thống khôi phục tái sinh Có thể tiêu diệt virus AIDS Nhưng mà người bình thường tiêm vào có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng rồi mà ông này đặt tên là H696 là tệ thức gen cho bệnh ung thư nhằm vào người bị bệnh hiểm nghèo nhưng mà giá cả rất đắt đồng thời chỉ có thể dùng một năm một năm sau thì không cần phải tiêm lần nữa Con bà chứ đây là vấn đề khó của y học mà tính thế giới đã được giải quyết rồi sao Vì thế chúng ta không phải là công ty ví gia Phía sau chúng ta thật sự Có một đồn đội Nghiên cứu khoa học y dược hàng đầu thế giới hả Cậu nói xem Tôi biết mà H666 của chúng ta không phải là trùng hợp Là sức mạnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật mạnh nhất Hai thuốc đặc hiệu này tuyệt đối có thể tiến một bước mở ra thị trường để cho hắn thành chế thuốc trở thành công ty y dược hàng đầu quốc tế Hình thành nên hiệu ứng, nhãn hiệu lớn Trong bày mưu tính kế Quyết thắng ngồi nghìn dặm Nam nhân này quả nhiên Mỗi một bước đều có đường lui Thật ngưỡng mộ địa Bạch Lần này công việc bảo mật phải làm tốt đừng để người khác phát giác ác chủ bại của chúng ta. Anh cứ nhìn đi, tôi còn mong chờ đi theo yên ca để kiếm nhiều tiền. nào, mọi người tiếp tục ăn thôi. Văn tự bị làm sao vậy? đột nhiên im lặng như vậy? Tiểu Nguyệt gửi tin nhắn cho mình rồi Có nên trả lời không? Có quá liếm cổ hay không? Hôm nay anh đang họp Không tới hẹn được Trả lời rồi Văn Triết cuối cùng cũng trả lời lại tối rồi Không sao đâu Văn Triết à Gần đây anh bận hôm nay Không rảnh thì ngày mai có thể gặp nhau không trước đây là em quá tùy hứng nhưng mà anh sẽ nói là bao dung cho em mãi mãi sẽ yêu em cô ấy vẫn còn nhớ lời của mình nói trước đây là em đề nghị chia tay bây giờ là giống như anh là một người phẫn bồi bạc anh là nam nhân có tự tôn không phải chó em biết em đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh anh muốn mắng chửi em gì cũng được chỉ cần Em muốn gặp mặt anh thôi Chiều mai một giờ em sẽ đến công ty tìm anh Thế nào? Xử lý xong chưa? Ừ, tám chín phần là ok rồi Tôi quá hiểu Lưu Văn Triết mà Dễ dàng nắm thốt Quá lợi hại rồi Tiểu Nguyệt Hai người tái hợp Sẽ trở thành tổng tài phú nhân Lưu Văn Triết còn tốt hơn nhiều So với cái tên tặng núi phay kia nữa Hàng phách phay gì đó Tiểu Nguyệt, sau này phát tài đừng có quên chúng tôi đó. Giới thiệu mấy thanh niên tài tuấn cho chúng tôi đó. Được thôi, được thôi, mọi người đều là chị em, bác tự mới vứt bỏ. Sẽ chiều mai em đến công ty tìm anh nhé. Được. Mình cố gắng công việc chứng minh mình. Không phải vì giờ khắc này hay sao Để chứng minh mình với cô ấy Mình không phải đồ vô dụng Mình xứng đáng với cô ấy <laughs> Vâng à Nhắn tin với ai mà cười đê tiện thế là, Làm gì có ai chứ Không phải là đổ tiếng nguyệt chứ Hả Sao, sao cậu biết chứ <laughs> đón đúng, đúng rồi chứ gì Cậu đã là người thành công Lên cả tạp chí thời gian sao còn không thể buông bỏ được đỗ tiểu nguyệt chứ giờ cậu muốn có ai mà chẳng được viễn à tôi với tiểu nguyệt có cơ sở tình cảm lần đầu tôi gặp cô ấy ở thư viện đã yêu cô ấy mất rồi mặc dù cô ấy hơi nóng tính nhưng rất tốt bụng rất thú vị mà cũng không màng vật chất tôi không có nhà không có xe Cô ấy vẫn nguyện theo tôi. Tôi rất khổ thẹn, nhưng mà giờ cuối cùng tôi cũng có thể cho cô ấy những thứ này rồi. Cậu nói đúng. Đàn ông phải có trách nhiệm, nhưng mà trách nhiệm của cậu có quá viển vông không? Hơn nữa đổ tiểu nguyệt trong mắt của Vân, với đổ tiểu nguyệt trong ấn tượng của mình là giống như hai người khác nhau. Viễn à, cậu đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng mà chuyện này tôi muốn tự mình quyết định. Cậu đừng có đợi ý có được không? Tôi có thể mặc kệ. Có nhiều, một số việc tôi không muốn nói cho cậu biết. Nhưng mà giờ tôi nghĩ cậu có quyền được biết. Đi đây là... Sau khi cậu chia tay với cô ấy... Tôi để ý tới việc này Muốn xem thử cô gái này có xứng với cậu hay không Kết quả phát hiện cô ta hôm sau đã cùng người khác đi khách sạn Đối phương là một tây nhà giàu gia cảnh không tệ Giờ cô ta quay lại tìm cậu Cậu hiểu là vì cái gì chứ? Xin lỗi nhà Văn Tôi thật sự không định lòng nhìn cậu tiếp tục bị chơi đùa ấy yên tâm à Lưu tổng bên trong mấy một mình làm cái gì thế? Không có gì, để cô ta có không gian yên tĩnh đi Hóa ra không phải là em về giặt Em chỉ là bận là về giặt với anh thôi sao? sao em lại lừa dối anh chứ anh giống một kẻ ngốc lắm sao tại sao mấy ngày sau cơ quan xét nghiệm y tế nào đó ok lưu văn triết Tiểu nguyệt à chồng của cô đẹp trai quá đi chào lưu tổng cô có lời gì cứ nói thẳng đi tôi rất bực. xin lỗi văn trí anh có thể tha thứ cho sự tùy hứng của em không em thật sự rất để tâm tới anh chúng ta làm hòa đi Cái tật lớn nhất của Lưu Văn Triết chính là mềm lòng Chỉ cần mình vừa khóc là anh ấy sẽ lập tức mềm lòng Bạn học đổ tiếng Việt à? Xin có tự trọng Văn Triết à? Anh Từ nay về sau đừng có lại đến tìm tôi nữa Chúng ta dù sao cũng chia tay rồi Liền coi như là chưa từng quen biết đi tại sao chứ lời văn triết anh thấy lòng rồi anh từng nói với em là sẽ che chở cho em cả đời này cơ mà quả nhiên đàn ông có tiền liền trở nên xấu xa đều là tra năm chút xin là tôi bị mu tra năm <laughs> vậy cô lại tính là cái gì đây sau khi chia tay với tôi lập tức đi thuê khách sạn với công tử phú gia bây giờ người ta đá cô rồi mới nghĩ đến tôi sao xin lỗi tôi chê cô bẩn không phải đâu văn triết à anh có thể nghe em giải thích chuyện cứ xác thực đây rồi đỗ tiếng Việt à cô thực sự coi tôi là kẻ ngốc à cô trước giờ chưa từng tôn trọng tôi cũng chưa từng tôn trọng tình cảm của chúng ta cút vạn vâng, triết à em thực sự thích anh mà em bị ma quỷ mơ hoặc cứ không để lại cho em một cơ hội nào sao Má rô biệt thự Lý Gia Mộc Thiếu gia, trả ra rồi Ngọn nguồn của lệnh hạn chế mua bán Chúng tôi điều tra ra rồi Giang thuận vũ Mộc, đi Còn nghe rất có gì Còn muốn khiến cho Trần Viễn phải trả giá Không sai là con trai trưởng của dàn dạ kinh thành hẳn chính là người ra lệnh hạn chế mua bán người này có ác cảm với yên tổng cố tình trả đũa và ra lệnh hạn chế mua hàng đối với từ bản phi động mong rằng phi động sẽ thiếu tiền lẽ nào có lý đó hãy liên hệ ngay với dàn thiếu chuyện xảy ra trước đó chỉ là hiểu lầm Hai à, nhà chúng ta liên thủ lại nhất định có thể giết chết cái tình trần Viễn chó chết đi. Thông tin liên quan đến giàn thiếu đã bị ngài xé rồi. Tiểu khu cầm viên. Trần Viễn ca ca. Lạc lạc. Quả nhiên là em. Đốn anh đang ở nhà em mới học món mới Nên làm cho anh nếm thử Lạc lạc Em không phải là bảo mẫu Toàn thời gian của anh Em không cần phải nấu ăn cho anh hàng ngày Anh không nợ Em không nợ anh bất cứ điều gì Điểm cường hóa hiện tại là 269 bạn có muốn dành 10 điểm cường hóa để tăng sức mạnh trên lạc lạc không? Họ tên từ lạc lạc giá trị nhan sắc 7,9 điểm. Thượng đẳng nhan sắc thần thái 8,5. Thượng đẳng thần thái sức khỏe 7,6. Trạng thái sức khỏe hơi kém. Trần Viễn ca ca. Là em cam tâm tình nguyện. Hơn nữa anh đã cho em vay 5 triệu Căn nhà này chỉ có 2 triệu Còn em nợ anh 2 triệu Làm vài bữa cơm không sao đâu Lạc lạc thật là một đứa trẻ tốt Lạc lạc à Em đặt đồ xuống trước cái đà Anh có chuyện muốn nói với em Chuyện gì thần bí như vậy Trần Viễn ca ca Anh ấy xoa đầu mình rồi Anh ấy muốn làm gì Sẽ không phải là cây đó chứ Nếu là trần viễn ca ca Thật mong đợi Lạc lạc Đây là quà của anh tặng em Món quà này Bao nhiêu tiền cũng không thể nào mua được Họ tên từ lật lạc, lạc Giá trị nhan sắc phẩy chín Thần thái 8,5 Sức khỏe 7,6 Điểm cường hóa hiện tại là 269 Bạn có muốn dành 10 điểm cường hóa Để tăng sức mạnh cho tự lạc là không? Trần Viễn Cơ Ca Đây là tặng em sao? Trần Viễn Cơ Ca Em sẽ nỗ lực để trở thành một cô gái sướng với anh Trần Viễn Cơ Ca Cơm nóng bút xong rồi Mỗi đối tượng bị liếm cổ chỉ có một cơ hội để tăng sức mạnh. Sau đó, độ ưa thích sẽ đạt tới 100 điểm. Bạn có cơ hội thứ hai để tăng cường sức mạnh. Hệ thống, cường hóa tự lật lật cho tôi. Ui trời, dùng cái búa để gõ vào đầu sao? Cường hóa này cũng quá chân thật rồi. mỹ sắc vóc dáng ưu điểm họ tên từ lật đặt giá trị nhân sắc 8,8 thượng đẳng từ sắc Thân thái 9 điểm sức khỏe 9,9 ủa Trần Vĩa ca ca anh đang làm cái gì vậy hả em đã chuẩn bị xong rồi đến đi trần vĩ ca ca Cây đó không có gì đâu Em bận tiếp tục đi Ồ Trần Viễn ca ca không phải là đang hiểu lầm mình Đang cự tuyệt anh ấy chứ Vừa nãy nếu mình chủ động một chút Có phải sẽ là sẽ thành không Hồ Đại Cho nên Trần Viễn ca ca rốt cuộc là muốn cái đó với mình hay không chứ? Wow, đó là từ lật lạc, lạc của học viện nghệ thuật hả? Làm sao có cảm giác lại trở nên xinh đẹp rồi? Đúng à, trước đây Lần sau lại không phát hiện cô ấy đẹp như vậy Nhất định là mắt tôi bị mù rồi Có cảm giác còn đẹp hơn cả Vương Ngọc Kỳ đó Wow Ừ, chuyện gì vậy trên đường từ nhà đến quỹ tài trợ ánh mắt mọi người cứ nhìn mình kỳ quá hay sao ấy hả đây 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 làm sao cảm thấy hình như mình trở nên xinh đẹp hơn rồi lẽ nào là nói nữ nhân có sự nghiệp liền biến thành dáng vẻ không giống nhau Nè, từ tổng giám à cô hôm nay xinh đẹp quá dùng mỹ phẩm gì vậy Cô tân bốc đừng tân bốc tôi nữa Hôm nay tôi không có trang điểm Không trang điểm mà vẫn đẹp như vậy Ngưỡng mộ thật À đúng rồi sẽ Chủ tịch để cô đi văn phòng cô đi đấy Cô ấy đấy Nói là có đại sự tìm cô Chế dược Hán Thành gần đây đã trở nên nổi tiếng với loại thuốc đặc trị virus G Và đã phát triển ra một loại thuốc mới Loại thuốc này có tên là H696. Mới đêm qua, một bệnh nhân mất bệnh ung thư giai đoạn cuối sau khi được tiêm loại thuốc này đã bước sang giai đoạn giữa. Cho nên, tổ chức của chúng ta có thể kết nối với chế dược kháng thành để mua loại thuốc này với giá thấp hơn. Thì đó sẽ là tin vui cho những người bệnh nhân nguy kịch. Sở chủ tịch, ngài tìm tôi, lạc lạc cô hôm nay đẹp quá N ngài đừng nói đùa nữa tôi làm sao mà đẹp bằng chị chị nhưng mà là mỹ nhân số một của quỹ tài trợ chúng ta đó được rồi chúng ta đừng nói chuyện này lề mề nữa đây là giấy bổ nhiệm của cô giám đốc quỹ điều hành tài trợ giấy bổ nhiệm đồng chí từ lạc lạc qua wow. Ngài muốn bổ nhiệm tôi làm giám đốc điều hành của quỹ tài trợ Đúng vậy Tôi đã theo dõi cách làm việc gần đây của cô Cô đối xử với mọi người rất tự tế và rất siêng năng trong công việc Tôi đánh giá cao cô Tiếp theo Tôi muốn phái cô đi làm một nhiệm vụ Chủ tịch Ngài nói đi Tôi nhất định sẽ hỗ nỗ lực hoàn thành Lưu tổng của chế dược kháng thành Cô thay mặt tổ chức liên hệ với ông ấy và đàm phán cho các đàm phán các kênh cho loại thuốc mới H696. Giá mục của chúng ta phải thấp hơn giá thị trường, nhân tiện xem liệu có thể tài trợ hay không để chế dược kháng thành tài trợ cho chúng ta một số quỹ tư thiện. Chế dược kháng thành, lưu tổng kia của bọn họ tôi hình như quen biết đó. Cô quen biết đó. Trần Viễn và Văn Triết là bạn thân. Có lần Lưu Tổng bị ức hiếp, tôi còn giả vờ là bà gái của Lưu Tổng đó. Nói như vậy chế dược kháng thành và Trần Viễn có quan hệ rất sâu. Đúng vậy, chế dược kháng thành không phải chính là Trần Viễn ca ca mở sao? Hả? Trần Viễn đáng chết, mấy ngày nay vẫn luôn không bắt điện thoại của mình. Kết quả hắn chính là ông chủ đứng đằng sâu chế dược kháng thành ư? Vừa làm từ thiện vừa chế dược kiếm tiền, tay trái lại qua tay phải á, à. còn đem tôi giữ bên trong cái trống nữa. Không phải là lần trước khuyên anh ta đừng có chọc tức giang thần vũ, anh ta ghi thù mình rồi, cái gì cũng không nói với mình. Mình còn cho rằng quỹ tài trợ vẫn đang thiếu vốn vẫn luôn chăm chỉ và tiết kiệm trong việc điều hành. Lạc lạc à, cô đợi một lát nữa thông báo cho phòng tài chính rằng lương của tất cả các nhân viên sẽ được tăng thêm 3.000, những người có thành tích xuất sắc sẽ tăng thêm 5.000. Hả? Đây... Lương của tất cả nhân viên y tế dưới quỹ sẽ tăng gấp đôi. Việc xem xét tất cả các quỹ cứu trợ từ thiện đã được nới lỏng. lấy của dân dùng cho dân trần viễn à cái tên tư bản này tôi sẽ sử dụng tiền của anh để mang lại lợi ích cho mọi người xem anh có đau lòng hay không Sở chủ tịch à có phải là cảm thấy y quy của mình bị trần viễn ca ca đè bẹp cho nên tức giận rồi không văn triết à tôi tới rồi Ban ngày thấy văn tử từ chối đổ tiếng nguyệt Mặc dù là bảo vệ cho tôn nghiêm của bản thân Vẫn có chút buồn bã Chi phí thứ này sẽ do lưu tổng Lưu công tử thanh toán Mọi người quẩy lên nào <laughs> Lưu công tử mãi đỉnh địch lưu công tử Văn tử lại hào phóng như vậy á à? Tối nay muốn bao hết luôn Đây không phải là văn tử Lễ nào cũng họ lưu à Văn tử đó đang còn ở đâu chứ Để mình tìm thử xem Cổ vũ cho một chai thần long 8 con số 5. 5 con số 8. Tiến tử à, như vậy thì có hơi phách lối quá hay không? Tôi chính là muốn phách lối như vậy rồi. Vâng tiên sinh, xin hỏi tân tấn bằng thẻ hay là quay chat à? Không phải nói lưu công tử ở đó thành toán hay sao? Ngài nói đùa rồi, lưu công tử chi thanh toán là chi phí bình thường, bộ thần lông này của ngài không nằm trong chỗ đó. Được, vậy thì mỗi người ngồi ở đây một bình hắc đào đi, lưu văn Triết tôi thành toán. Vâng thưa tiên sinh, ngài có muốn đi qua bên đó ngồi không? Rộng rãi hơn một chút. Phần tử à Mỗi người một chai hát đầu á Tôi không có nhiều tiền như vậy đâu Tiền lương của cậu đã trăm vạn rồi Người làm tổng tài đừng có keo kiệt như vậy chứ Chúng ta đã từng đến quán bar này Ngay cả khi chi phí thấp cũng không gồm đủ Bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành rồi Cậu nay đã khác xưa rồi Sẽ có cô gái ưu tú hơn đời cậu Các bạn ở đây Lưu công tử sẽ tặng cho mỗi người Một bình hắc đào Mọi người hãy quẩy lên nào Quà lưu công tử mãi đỉnh Hả Chết tiệt Tôi nói tặng hắc đào cho Tất cả mọi người lúc nào chứ Hả à, Hắc đào không phải là ngày tặng sao Lẽ nào là tôi nhầm lẫn không? Cậu tưởng là tôi là kẻ ngốc sao? Lão tử! Hàm hàm à, cậu đã từng nhảy chưa? Đây là lần đầu tiên mình đến một nơi như thế này đó. Có chút khẩn trương. Hả? Cậu nói cái gì? Nội lớn là một chút, mình không nghe thấy. mình nổi là từng cậu đã từng nhảy trước đây chưa tại sao cậu bình tĩnh vậy à mình giả vờ đó mình đã tra qua công lược quán ba này rồi không chỉ cần tỏ ra ngầu rồi thì liên sẽ không bị người khác coi là người mới Hử? đi đâu cũng gặp người quen Hàm hàm à Người đàn ông đó Như thế nào có chút giống Trần Viễn Cậu nói cái gì Nói lớn lên chút Không để thấy cũng không sao Cậu cùng mình đến đó là được rồi Hệ tiền là để tiêu Khi mức tiêu dùng của cậu Đạt đến một mức độ nhất định Thì phụ nữ sẽ tự nhiên bị cậu thu hút Cho nên à, Chết tiệt Trần Viễn Quả nhiên là cậu Quả nhiên là một bà bôi Một lần đến hợp đơm liên gặp được cậu Nữ nhân điên kia của tần gia Dịp hầm cũng ở đây Hai người bọn họ như thế nào mà lại ở Hán Thành rồi Trần Viễn à, có phải cậu thường xuyên đến hợp đơm không? Sau đó đi lừa gạt các cô gái Hey, không phải vì cô cô Đừng có làm phiền tôi uống rượu Trần Viễn đáng chết đây Vậy mà dám nói chuyện với mình như vậy Trước đây còn nói là mời mình ăn cơm, cơm nước Chà nam đáng chết trở mà không nhận người Lão nương cho cậu chút mặt mũi Xem xem Cậu, cậu đáng đảng Rõ ràng có tôi rồi Sao vẫn còn muốn ra ngoài trêu hoa ghẹ nguyệt Tôi đã tiêu cho cậu nhiều tiền như vậy rồi Còn không đủ sao Hả Cha nam mà Làm tiểu bạch kiểm tiêu tiền của nữ nhân Còn chân đập hai thuyền Nhìn cũng ra gì mà không ngờ lại Đáng sợ như vậy Viện tử à Cô ấy nói thật hay giả gì Tần vô sông mà Cô có bệnh sao Cô Tôi nói là ai đem tôi hố côi tiền như rác rưởi không nghĩ tới là một tình tiểu bạch kiểm đó. Cậu tên là Lưu Văn Triết về không? Lấy danh nghĩa của tôi đặt cho một chai hắc đào cho toàn bộ người ở đây ư? Tiền rượu mấy trăm vợ, cậu đến bội thương. Lâu thiếu hả lâu thiếu Bình tĩnh bình tĩnh Tiền rượu tôi có thể trả Mấy trăm vạn mà thôi Nhưng mà dẫn này tôi cũng muốn xả Hai vị mỹ nữ chi bằng di chuyển đến ghế ngồi của tôi Tránh một lát lửa lại bị ngộ thương Mặc dù mấy trăm vạn này có chút đau lòng Nhưng có thể ở trước mặt mỹ nữ giá ngầu cũng đáng mà Anh lại cái thá gì Cút sang một bên Cô 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 cái gì mà cô Chỉ có mấy trăm vạn cũng muốn làm màu trước mặt lão nương Nhìn cho rõ đây Tiền tiêu vật của lão nương Có mấy cuộn số không Muốn bao nuôi Anh cũng xứng á chi phí tôi này tôi bao rồi anh mà cút đi anh yêu à sau này đừng có lội đến cái loại địa phương này nữa anh muốn nhảy em cũng có thể mua cho anh một cái hộp đêm mà tiêu tiền tiêu vật mỗi tháng đều cho anh đáng đừng có rời xa em Wow, đây chính là đỉnh cấp của tiệm bạch kiểm sao có thể ở bên ngoài phú bà cấp bậc này thật là khủng bố như vậy á Đáng chết tại sao mình không có phú bà nào nhìn trúng mình chứ Mình rõ ràng cũng đẹp trai hơn cậu ta nhiều mà Tần cô xong Cô có thể đừng có xen vào chuyện người khác được không Chuyện này không liên quan gì đến cô Con mũ này đang cố ý mà Muốn trêu chọc tôi Xác nhận thân phận tiểu bạch kiểm của tôi Lưu Văn Khiết Tên tiểu Bạch kiếm nhà cậu, tôi ghi nhớ cậu rồi, còn bằng lính thì vĩnh viễn núp sâu lưng phụ nữ đi. Lần sau bị tôi bắt được á, không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Thời gian không còn sớm nữa, em và Hàm Hàm phải về nhà rồi, anh Trần Viễn à, theo em bố em về nhà được không? hay quên đệ tôi đang thất tình rồi. Tôi bội cô ấy uống rượu. Sao đưa các người về được? Tôi lại không phải là vệ sĩ của cô. hay phiền quá đi. Mau đi đi, uống rượu cũng không yên nữa. Anh được đó. Anh có khí phách. Trần Viễn à? Trần Viễn đáng chết đây. Đưa đưa là mì nước số 1 và mì nước số 2 của Mado ở đây. Cơ hội anh đến gần. Anh vậy mà lại cự tuyệt. Anh sẽ phải hối hận. kỳ thực vừa rồi cậu không nên kích động như vậy đừng có phô trương sự giàu có của mình ở một nơi dư hợp đêm nơi tốt xấu lẫn lộn hàm hàm mà cậu lo lắng quá rồi trị an hoa quốc hiện nay rất tốt lại nói chúng ta cũng có vệ sĩ mà. mình gọi điện cho vệ sĩ để bọn họ đến đón chúng ta Ừ, động tác nhanh một chút. Thế là bị bắt cóc rồi. Viên tử à, cậu vẫn là đưa bọn họ về đi. Hai cô gái đi đêm không an toàn đâu. Văn tử à, cậu lúc nào cũng trở nên ga lăng như vậy rồi. Cậu thực sự quan tâm an toàn của hai người bọn họ sao? À một nửa thôi, thật ra tôi vừa nãy có nhìn trúng một cô gái muốn làm quen một chút Nhưng mà cậu ở nơi này tôi không phát huy tốt lắm được Tôi biết ngay thì tử cậu mà được thôi Tôi không trì hoãn cậu tận gái nữa Nhưng mà chú ý an toàn đó Cậu cút mau đi Xem ra văn tử là thông suốt rồi Cậu nhóc trưởng thành rồi mà <laughs> Hử? Cái gì? Bắt cóc nữa Tiểu thư bị bắt cóc rồi Mau đuổi theo Chết tiệt Ông bắt tránh ra Mau tránh ra Hả? Còn nói cái gì? Xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi Như thế này thì làm sao đuổi theo được Dùng chân đuổi theo sau Hả? Kỳ quá gì vậy? Ôi Cây mầm thối này của văn tử linh thật là Đại ca, phía sau có người sắp đuổi kịp rồi Ôi vãi đạn, tốc độ của cậu ta nhanh quá Lão Tầm, tăng tốc, cắt đuôi hắn Dân thưa đại ca Thực sự cho rằng mình là siêu nhân sao? Con đuổi theo á <laughs> Tôi cho cậu xem Cậu thế nào đuổi theo được À, cái hành động ngón tay này quen quen cái đồ chó chết này còn dám khiêu khích lão tử Lão tử rồi cho các người biết cái gì gọi là tuyết vọng Hệ thống à Cường hóa 50 điểm thuộc tính Lựa chọn của cái chủ là sức mạnh nhanh nhẹn tinh thần thể chất Cường hóa 50 điểm thuộc tính toàn bộ Tiêu hào 200 điểm cường hóa Cái cảm giác này Thật là sảng khoái Xem đi. Ú, các đứa được rồi. Lão đại à, tiểu tử kia không nhìn thấy nữa. Lão tử lái xe đến nhà kho. Chúng ta đổi xe. Bây giờ khắp nơi đều là camera đó. Hả? Các các người là ai? Nếu có cần tiền, muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Đừng có làm sằng làm bậy. im lặng xem ra gia cảnh hai con bé này không bình thường ha tôi sẽ cho cô một tài khoản cô chuyển một trăm triệu vào trong đó tôi sẽ để cô đi được bây giờ liệt đừng có diễn kịch nữa các người hoàn toàn có phải là những kẻ bắt cóc thông thường Toàn bộ vụ bắt cóc này của các người Đều được bố trí chu toàn Hiển nhiên là đã có âm mưu từ lâu Số của các người là ai? Là ai sai khí các người? Lão đại à Con bé này cũng rất thông minh đó Chính là quá huyền não rồi Lão nhị Thêm lượng thuốc lớn cho bọn họ đi Wow, một cước muốn lọt xe luôn Hả, cái quá gì vậy Tăng tốc, con bà đấy chứ, tăng tốc, nhanh lên, con bà đấy, nó là thứ gì vậy? lão đại chết đi Cả, à, ch dạ dạ có thể tha cho tôi một con đường sống không tôi chỉ là một tài xế tôi đều không quen biết với mấy người này Dừng xe ở bên đường Sau đó anh liền có thể cút rồi à, Vâng được được Tôi lập tức cút ngay Hơi vãi đã đâm vãi người rồi sao anh không sao chứ nhức đầu quá mình hình như gặp phải bắt cóc à ác mộng cái gì mà bắt cóc á à đừng đừng có qua đây chị vui xong à chị cũng gặp áp mộng sao đúng vậy chị mơ thấy cái gì mà bắt cóc hả lẽ nào em lẽ nào đây không phải là mơ đêm hôm qua một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng đã xảy ra theo hướng cầu dương tứ cảng trên đại lộ Hoạt Bắc. Khi một chiếc xe tải có biển số giả đang chạy với tốc độ cao, một người, số người đàn ông bị văng ra khỏi xe, Tài xế cũng bị xe tải đâm trúng, tổng cộng có 6 người thiệt mạng, không một ai sống sót. Cảnh sát tìm thấy ET Giao trong phay, thuốc tê, thuốc mơ. Một số người cung cấp mạnh mối cho biết đêm qua có hai người phụ nữ bị một chiếc xe có biển số giả này bắt đi trước cửa quán ba hỏa hồ. Theo suy đoán sơ bộ của cảnh sát, hai người phụ nữ này có thể là lực lượng đặc nhiệm. Sau khi bị bắt cóc, họ đã đấu tranh quyết liệt với bọn côn đồ rồi trốn thoát. Cho nên tối qua không phải là nằm mơ, chúng ta thực sự bị bắt cóc. Nhưng mà tại sao chúng ta lại nằm ở trên quán rượu chứ? Dựa vào bản thân chúng ta khẳng định không có khả năng trốn thoát. Lẽ nào là Trần Viễn Chị nhớ cậu ấy chạy rất nhanh Chị vô sông mà chị xem phim ít thôi Xe đó chạy với tốc độ 150m km trên giờ Người làm sao mà đuổi kịp chứ Số cuộc là ai chứ Lẽ nào là vệ sĩ Alo ai à đó Sáng sớm đã làm phiền đến giấc ngủ của, của lão tử rồi Là tôi Tân vô sông Tối qua cậu ở đâu vậy tối qua tôi và quỳnh đời uống rượu vẫn luôn uống đến sáng sớm hóa ra thật sự không phải hắn ư được rồi không có gì trương ca tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì xin lỗi nha, là chúng tôi thất trách xin tiêu thư thứ rồi nhưng mà tối qua đích thực có người đã cứu các cô Người kia tốc độ quá nhanh Gần như là siêu việt với tốc độ của ô tô luôn Nhưng mà hình như chi cụ thể thì không biết Được rồi Trương Ca Chuyện này tôi sẽ không nói với bố Anh cũng đừng quá tự trách Anh ở nhà tôi làm việc mười mấy năm Năng lực của anh tôi hiểu Cảm ơn tiểu thư Số cuộc là ai muốn bắt cóc bọn mình Là ai đã cứu bọn mình chứ ai qua mặt được rồi vốn dĩ là cơ hội tốt để kiếm đồ điểm đồ hậu cảm đã tiếc chuyện này quá cổ trường rồi khó tránh khỏi sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết từ ngoài giới tiếng tâm của mình đủ lớn rồi cái gì quá cũng không tốt à đúng rồi tôi qua để một mình vận tự ở quảng bà mình phải hỏi xem thế nào chứ viễn tử Chuyện đến đây kết thúc rồi Đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra Những video hay và hấp dẫn hơn nữa nhé Còn bây giờ thì chào tạm biệt